Em nói thiệt với mấy chị nha, bữa nay em dùng cao nghệ cái mặt em đẹp dữ lắm rồi đó. Rồi ơi, em nói là nói thiệt luôn á, chứ không phải nói cải lương đâu. Thiệt chứ, chỉ cần là cắt dây que cho em đi ra được một cái thôi ha, em mà bán được một cái thôi ha, thiệt với mấy anh chị xài mà không mê, em cái gì em cũng chịu. Nói thiệt với mấy anh chị, cái này là chấn động địa lý luôn rồi. Em nói thiệt, bán là em bảo đảm không có đủ tay đâu. Em nói thiệt, tại vì xài đẹp quá mà người ta thích, bảo đảm. Ôi ôi, em xài bữa nay cái da em nghe mấy chị ơi, nó bóng mướt. Mà mấy cái mụn rồi đó, rồi hết trơn luôn, bữa nóng quá trời luôn. Bảo đảm mấy anh chị là mấy anh chị thích mê. Sợ đẹp, siêu đẹp luôn, da siêu đẹp. Giờ là em là em, nhiều khi em để ủ qua đêm luôn á. Nhiều khi là để ủ qua đêm luôn. Tại mấy anh chị biết sao, cái này nó ủ qua đêm được. Nó tối là mấy chị khỏi sức kem cũng được. Nếu như anh chị không có ngủ với ông xã là không có sợ ngại mấy cái việc là đắp này ban đêm á, thì mấy anh chị cứ đắp qua đêm giùm cho em, càng đẹp. Nó là phục hồi chuyên sâu, nó là dạng ủ chuyên sâu ban đêm mà. Đó, mấy anh chị đang xài combo phay của em phải không? Buổi tối không biết xài gì gì. Đó, lâu lâu lấy cái này ra ủ, ủ mỗi ngày cho em, bảo đảm. Mấy anh chị nào sao sinh đó, đó da mặt thức đêm thức hôm chăm con đó, xài cái này giùm cho em đi. Em nói thiệt với mấy anh chị luôn là phản, không phản một giây nào hết. Nghệ nguyên chất 100%, có sữa ông chúa nữa mà. Đó, mà bà bầu sau sinh là cần những cái này dữ lắm. Và yên tâm, không có bị vàng da đâu. Tại vì em đã cải thiện hết rồi. Đó, xài lên là diệt khuẩn nha, rất là đẹp. Đắp cái này là chỉ có sướng, từ sướng tới sướng thôi. Nghệ nguyên chất 100%. Đó, nghệ cao tinh, nghệ nấu rất là nhiều bước thành một cái nước cốt nghệ cô đặc để cho ra đời cái sản xuất này, cái chất này, để cho ra đời cái dòng sản phẩm nghệ này. Đó, cái nghệ này không phải là chỉ là một cái củ nghệ nấu lên, mà nó là cao luôn, tức là nó phải nấu qua nhiều lần để thành cái cao nghệ luôn đó anh chị, rất là đã. Em bán một hũ là 179.000, nhưng mà bảo đảm là xài rất là lâu, tại vì em bán cái chất của em nó cô đặc, xài vô cùng tiết kiệm anh chị. Đợi em nha, đợi em, ai lên đơn trước thì em giữ lại số điện thoại, thông tin, địa chỉ, giao được là em giao tận tay cho mấy anh chị liền.